Trời ơi. Mày gieo mà bỏ bỏ hồi ăn đá, đá cái gớt xong. Bây giờ sáng không có biết tắt nước giỏ được gì sáng luôn này. Đi rồi lóng nhóng mà lò làm gì má. Để cho một xó nước luôn. Ừ. Đi bơi thành lưới. Này hỏi ăn đá. Mày thăm lưới cho mình quay cho người chứ không coi nó dặn đá lưới đâu đó đầu lưới đó đó bỏ ra thật mà không có dính cua thì như tới số cuốn gần đi đi ở nhà không ai cuốn nhìn cái bông. Thầy nhìn mấy con cá bóng rồi mọi người ơi. Quay quên đây nè. Loan quên đây. Không thấy con cua nào tới số. Đá ngay gớt xong. Đá xong gớt xong cười cười trời. Cái bình thường không giữ chửi mình lắm mà. Ủa mình gì lâu lắm vậy đi nhé. Thời nói tiếng trước tiếng sau là chửi mình lắm. Ủa, trời dính tâm xuống nha. Rồi, hôm nay muốn bệnh đau họng nữa. Rồi chạy mua thuốc uống. Rồi, bay cá bóng. Chưa thấy cua nào như người ta. Bóng bằng bàn. Bụng bè bóng bóng bằng bè không có con cua nào chọc bóng bằng bè chọc yếu dần cua và dính bóng bóng bằng bè bóng không đồ bóng. Dính cái bóng gì ta? Cái gì khác nhỉ? Cua lại dính gấp đẳng rồi, xong. Không con cua nào chơi chắc bị ăn đá. Rồi xong, con cua nào chơi chục chục cướp bảy xong. Nani? Cầm bóng. Gì con có bóng rồi. Bóng xình thôi. Bóng dính qua. Con cua gì? Ôi, đúng dính con chú. Dính con cua. Cua gì? Đó. Vút. Sao dở lại? Quấn lưới lại cái dở cái kia rồi. Cua bự luôn mọi người. Cua bự quá mà nó dính hơi à. Dưới lại. Ơ chết chết kìa. Ờ vuốt của kia hay gì vậy? Vậy nó là vuốt được vuốt. Dính hơi à. Còn không? Còn.
hai con đỡ hai con luôn. Không không dính cua thì như tiêu với mình. Tôi biết cục này hai con luôn mọi người ha. Con hai con luôn. Hai con luôn. Đó, quá đã. Xíu nữa mình nó không dính cua nào thì như tiêu đời với mình. Sút một cước cái bay xuống sông cho biết. Mày bị điên à? Hai cua mọi người ơi đó. Cá thì không có nhiều chơi được hai cua này cũng đỡ đỡ khổ. Hai cua này bán chắc được 200 ngoài ngàn. Ngon ngon là chim đào. Hơn số còn lớn. Bước cuối tới phút cuối cùng. Cuối cùng mới dính chứ. Không dính chờ ăn đá. Bước cuối cùng còn dính được hơn. Còn khó thì như tiêu. Có cua là cứ bay xuống lô. Cũng kia không dính cua. Rồi sáng ra không có đi tắt nước vỏ được gì cho người đó để vỏ một đống nước. Nhờ dính hai con cua gửi nạ lại. Dính con còn chứ, nhờ từng hai con. Thấy hai con đấy, một con lên dưới rồi con sao mà. Con này nó dính hơi rồi, trời gọi vuột cái luôn rồi kìa. Chưa vuột. Cần sen không mọi người ơi, chắc lội luôn. Hai cua này ăn là tới thịt là. Tới cục đồ. Mốt neo neo trên chả. Mới mốt mua thêm vài tay nữa. Mấy tay cũ mà là nó tiêu. Neo đợi. Thì nặng tay chứ không nổi biết dính gì chỗ này. Dính sáng dính được hai em cua nha mọi người. Biết chỗ nào dính. Giờ đang bơi vô người. Giúp sông nước Cà Mau nha. Sáng sớm mặt trời mới khuất mới lên luôn. Hai con cua này cũng khá, hai con cua này cả ký lô. Khá là có ký lô. Nè, thật chắc lội luôn rồi. Con này nằm sát trong kẹt hay luôn. Khá còn hai con. Quá đỉnh. Sáng lượm ba xị. Sáng hai con lượm ba xị. Còn xíu nữa bay xong. Phút cuối cùng kéo lên hai con trong có tiêu rồi.